Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương mục review dạo. Hôm nay thì tụi mình sẽ review một sản phẩm mới vừa được mở bán online tại website Bách Hóa Xanh. Đó chính là sản phẩm nhụy hoa nghệ Tây đến từ Iran. Chắc hẳn khi nói đến nhụy hoa nghệ Tây thì các bạn cũng đã nghe được nhiều về công dụng thần thánh của nó rồi. Vậy thì bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu vào review chi tiết về sản phẩm Bách Hóa Xanh bán thôi. Và trên đây mình đang là sản phẩm nhụy hoa nghệ Tây đây. Thì sản phẩm này kết hợp với được thiết kế với tông màu là màu vàng và màu đỏ. Nhìn rất là sang trọng, mặt trước thì còn có cái hình là hai bông hoa nghệ Tây màu tím tím các bạn. Đẹp quá. Cùng với một cái tên đó là nhụy hoa nghệ Tây. Và ở mặt sau của sản phẩm thì sẽ có đầy đủ những cái thông tin về giống như là về saffron là gì nè, rồi về cách bảo quản, xuất xứ, khối lượng, rồi hạn sử dụng nữa nè, ngày đóng gói quan trọng lắm. Đúng rồi. Thì ở đây mình sẽ đọc một số thông tin cơ bản cho các bạn nghe nha. Ở đây là sản phẩm có xuất xứ từ Iran và được là nhập khẩu bởi công ty thương mại thực phẩm Hoa Sen. Và cái sản phẩm này có hạn sử dụng là 2 năm kể từ ngày sản xuất. Và đặc biệt hơn cái ngày đóng gói của sản phẩm mà em đang cầm á là mới có ngày 14 tháng 5 năm 2019, coi là mới đây thôi. Ủa mà Phúc ơi, cho chị hỏi á, là cái nhụy hoa nghệ Tây này nè, là cái hộp này mấy gam? Một cái hộp nhụy hoa nghệ Tây này là 1 gam nha các bạn. 1 gam thì các bạn tưởng nó là ít nhưng mà thật sự là 1 gam nhụy hoa nghệ Tây nó rất là nhiều. Thì mỗi lần sử dụng khoảng là có chừng 5 đến 7 cái nhụy thôi. Thì cái hộp này em nghĩ đó là nếu mà xài ít đó nha thì sẽ sử dụng luôn cả năm đó. Còn nếu mà mình xài nhiều, mình xài liên tục mỗi ngày thì chắc là khoảng có chừng 2-3 tháng. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu khui hộp cái này nha các bạn. Rồi, thì theo mình tìm hiểu á, thì nhụy hoa nghệ Tây có 5 loại. Và thứ nhất là Nejin. Nejin là những cái sợi nhụy tốt nhất đã cắt bỏ phần chân nhụy. Đây là được đánh giá là loại saffron có chất lượng tốt nhất trên thị trường. Và thứ hai là Sargon. Thì Sargon chỉ kém Nejin một chút thôi. Sargon là những cái sợi nhụy nhỏ và mảnh hơn so với Nejin. Rồi thứ ba là Pusali. Thì Pusali không được cắt bỏ phần chân nhụy màu vàng để tăng trọng lượng. Do vậy, chất lượng được đánh giá là kém hơn hai loại saffron trên. Loại thứ tư là Bunch. Bunch là loại nhụy được thu hoạch nguyên sợi và bó lại từng bó nên rất khó để kiểm tra chất lượng của sợi nhụy bên trong. Và cuối cùng đó là Country. Country là cái phần gốc được cắt bỏ từ hai loại chất lượng nhất là Nejin và Sargon, cho nên là loại này là loại kém chất lượng nhất đó các bạn. Thì cái loại của Bách Hoa Xanh đang bán là cái loại nào vậy chị? Loại của Bách Hóa Xanh đang bán là Super Nejin. Là siêu cao cấp, loại tốt nhất bây giờ luôn á. Thì các bạn nhìn nè, ở đây là cái hũ 1 gram nè các bạn. Đó, thì cái hũ này là có chất liệu là bằng nhựa. Tuy nhiên thì cái phần nắp là cái loại nắp giống như là cái nắp của chai rượu, hay người ta gọi là nút bần đó. Để cho nó giữ kín thôi. Đúng rồi, nó không có bị ẩm, móc hay là gì đó. Và ở trên cái phần nắp với cái phần thân nó sẽ có dán một cái tem. Cái tem này nó vừa là seal, giống như là mình không có cho biết là có người gỡ ra trước á. Vừa là cái tem mà để phân biệt là hàng chính hãng của công ty hay là hàng nhái nữa. Vì cái tem này mình có thể scan trên cái ứng dụng trên điện thoại để mình check. Rồi, bây giờ mình sẽ đổ cái nhụy hoa nghệ Tây này lên tay Phúc để các bạn xem được nhụy hoa nha. Thì cái nhụy hoa này á, nó rất là đỏ luôn, nó đỏ toàn thân và nó không có bị một cái thân, cái đít của nó màu vàng các bạn, nó đỏ nguyên cái luôn. Và những cái nhụy này nghe mùi rất là thơm nồng, đúng không? Em nghe mùi nồng, kiểu thảo dược. Đúng rồi, nồng kiểu mùi thảo dược. Cái nhụy hoa nghệ Tây này các bạn có rất là nhiều công dụng tốt. Thì đối với sức khỏe thì nhụy hoa nghệ Tây có thể giúp cải thiện trí nhớ nè, rồi giúp chống trầm cảm, rồi có thể là phòng ngừa các bệnh về tim mạch. Thì những cái chất mà trong nhụy hoa nghệ Tây ấy, chẳng hạn như là mangan nè, sắt nè, magie nè, thì cũng rất là có lợi cho sức khỏe nữa đó. Ngoài ra thì cái nhụy hoa nghệ Tây này còn có giúp mình làm đẹp nữa đó. Thì cái nhụy hoa nghệ Tây này mình có thể dùng để mình đắp mặt nạ với sữa chua hoặc là sữa tươi không đường gì đó. Thì nó sẽ giúp mình là thứ nhất là mình ngăn ngừa mụn nè. Tại vì những cái chất trong đó nó rất là có lợi cho da. Và sẽ giúp da của mình sáng lên. Nói chung là càng dùng thì nó sẽ càng trắng tốt. Đúng không? Càng kiểu không phải là trắng mà nó làm sáng da hơn. Sáng da, làm sáng chứ không phải là làm trắng. Quan trọng là cái màu vàng trong nghệ Tây đó các bạn. Nó không có dính ra tay như là nghệ. Tức là các bạn có thể dễ dàng rửa sạch được. Đây là một cái loại mà rất là quý hiếm trên thế giới. Thì nếu các bạn có thể tính đi, 1 gam mà khoảng là 350.000 thì 1 ký thì sẽ là 350 triệu. Là cái này là rất là quý hiếm đó các bạn. Nó đắt đỏ. Nó đắt lắm á. Mà các bạn có biết là vì sao nó mắc không? Tại vì thứ nhất á, là cái nhụy hoa nghệ Tây này á, người ta chỉ có thu hoạch được trong những cái bông hoa, mà cái bông hoa này nó chỉ nở một lần trong một năm thôi. Mà nó chỉ nở vào đúng cái mùa xuân. Và trong mỗi cái bông hoa đó là chỉ có 3 cái nhụy.
Mà chị nghĩ đi, ba cái nhụy đó mà thu hoạch xong rồi phải đem cắt bỏ này, cắt bỏ cái phần phần thân rồi phải sấy nữa là nó khô là nó đã lại bị giảm nữa. Thì đó, thì đó là cái giá thành nó rất là mắc. À chưa kể nữa là mọi công đoạn là phải thực hiện bằng tay luôn. À, chị thấy là có nhiều clip mà những cái người mà những cái cô hái hay là hay dùng nhíp gấp ra này là xong rồi dùng tay cắt những cái Đúng rồi. hoa ra đúng không? Nó không có dùng gì mà tay máy hết trơn cho nên nó rất là mệt. Đúng rồi, nó thủ công. À những cái mà những người nghệ tây là những cái người hái những cái người thu hoạch này người ta gọi là nghệ nhân đúng không? Nghệ nhân đúng rồi, nghệ nhân. Đó, đây là một cái thông tin rất là hay các bạn, thu hoạch hoa mà là nghệ nhân. Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái hoa nhụy hoa nghệ tây này nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình là một cái bình nước như thế này. Ở đây á, mình có chuẩn bị một bình nước và mình có bỏ sẵn là 500 ml nước vào. Thì theo cái công dụng, cái hướng dẫn của nhà sản xuất á, thì mình sử dụng nước ống có nhiệt độ từ 70 đến 80 độ C là nó Đúng sẽ rồi. là tốt nhất. Ừ, thì ở đây chị có chuẩn bị sẵn rồi, bây giờ mình sẽ bỏ là từ 5 Đến đến 7 7 cái nhụy hoa vô. Ừ. Nó rất ít thôi. Bỏ vô. Thì chút nữa thì nó sẽ ra màu vàng. Bây giờ mình sẽ cùng đợi nó ra màu vàng nha các bạn. Sau 15 phút thì mình thu được một cái bình như thế này nè các bạn. Thì các bạn nhớ nha là cái màu của saffron nó chỉ được đến độ này thôi, nó sẽ không vàng hơn hoặc là nó sẽ không đỏ. Thì nếu mà cái màu mà nó khác cái màu như thế này á thì có khả năng là người ta đã nhuộm màu hoặc là hàng giả. Thì nói chung là cũng nên lưu ý. Rồi bây giờ mình sẽ rót ra để mình uống thử nha. Đây là chuẩn bị hai cái ly. Wow, màu đẹp quá à. Màu rất là đẹp luôn các bạn. À, các bạn uống á, còn cái nhụy hoa trong đây các bạn cứ tiếp tục rót nước vô để uống tiếp ha. Vô. Vẫn là nghe cái mùi cái nhụy hoa đó, nó hơi khá nồng á. Nó là cái mùi, tuy nhiên là cái hậu của nó không có là cái hậu nó chỉ là nước thôi, nó chỉ là nước bình thường, nó không có bị đắng cái họng hay là gì nó đó. Vẫn như là nước bình thường thôi, nó chỉ có cái mùi. Em thấy rất là dễ uống luôn á. Hàng ngày mà mình uống cái này chắc mình đẹp da lắm luôn á. Vừa mà sức khỏe vừa tốt hơn mà trí não minh mẫn mà không bị trầm cảm nữa mà vừa đẹp da nữa các bạn. Kiểu mà nhiều khi mình bị stress á, mình uống cái này để mình kiểu cải thiện. Rồi ngoài cái mà uống ra thì bây giờ mình còn có thể đắp mặt nạ nữa các bạn. Mình có chuẩn bị sẵn một cái hũ sữa chua. Thì cái hũ sữa chua này mình sử dụng là sữa chua thường hay là sữa chua mà không đường thì càng tốt. Nhưng mà ở đây không có cho nên mình sử dụng sữa chua Nha Đam. Thì mình cái Nha Đam đó nó sẽ bệnh da, nó làm ẩm cũng được. Tại Nha Đam cũng có công dụng tốt mà bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy một cái muỗng. Bây giờ mình sẽ múc cái sữa chua ra và mình sẽ cho thêm vài nhụy hoa nghệ tây vào để mình đắp mặt nạ. Hôm nay người mẫu sẽ đắp mặt nạ chính là bạn Đàn. À, ở đây là mình có cái nhụy hoa nghệ tây mình bỏ cho sữa chua nè các bạn. Bây giờ các bạn chỉ cần quậy lên và các bạn đợi khoảng 10 đến 15 phút là các bạn có thể sử dụng được cái mặt nạ này nha. Các bạn thoa lên, các bạn cứ thoa đều mặt trừ phần mắt ra. Thì các bạn cứ để những cái sợi hoa nhụy hoa nghệ tây này nè nó dính lên mặt không sao hết nha các bạn. Rồi, sau 15 phút thì mình sẽ rửa cái lượng, mình rửa hết cái lượng mà sữa chua trên mặt đi. Và mình sẽ được một cái làn da rất là trắng sáng, các bạn thấy như hình. Ngoài cái cách mà hai đứa mình hướng dẫn các bạn á, thì nhụy hoa nghệ tây này có thể dùng để nấu cơm nữa. Thì hoặc là làm gia vị. Đúng rồi. Thì tùy theo cái nhu cầu các bạn sử dụng là cái gì. Thì tụi mình sẽ để một cái link bài viết chi tiết cách sử dụng và những cái công dụng cũng và cái hướng dẫn cụ thể cho các bạn ở dưới thì các bạn theo dõi kỹ hơn. Ê, nói nghe nè, nhưng mà em không nên dùng quá 50 nhụy một ngày đâu nha. Sao vậy chị? Ừ, tại vì á, nếu mà dùng quá nhiều có thể nguy cơ gây ngộ độc đó. Ủa, em tưởng là như là mình sử dụng càng nhiều càng tốt. Không có đâu, tại vì á, nhà sản xuất á, có ghi trên bao bì rất là rõ là mình không nên sử dụng quá 50 nhụy một ngày. Và chị có tìm hiểu thêm á, nếu mà em mà sử dụng nhiều hơn cái mà cái quy định, cái hướng dẫn á thì nói chung là nó sẽ không có tốt cho mình. Nói chung là cái gì nó cũng phải vừa đủ thì nó sẽ là tốt. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mà cách check cái nhụy hoa nghệ tây của các bạn mua xem có đúng là hàng chính hãng, hàng thật không. Đầu tiên các bạn vào kho ứng dụng App Store trên iPhone hoặc là CH Play trên cái điện thoại Android, các bạn tìm cho mình ứng dụng Việt Check nhận diện hàng thật các bạn cài đặt. Sau khi tải xong thì các bạn mở ứng dụng lên thì nó sẽ yêu cầu các bạn là cho phép là nhận thông báo rồi camera hay là vị trí gì đó thì các bạn cứ cho phép hết đi rồi chọn tiếng Việt.
Sau đó các bạn hướng camera về cái tem trên cái lọ thì nó sẽ nhận diện ngay. Đó, thì nó sẽ hiện lên màn hình là sản phẩm chính hãng được mã hóa chống giả mạo bởi mã hóa Việt Nam, có xuất xứ từ Iran, được cái doanh nghiệp sở hữu là công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế Việt Úc. Thì ngoài ra nó còn có hiện thêm một cái số cái bình luận về cái sản phẩm này nữa, thì các bạn có thể tham khảo. À, cái sản phẩm này có giá bao nhiêu vậy chị Tâm? 350.000 cho 1 gram. Cho 1 gram. Nhưng mà hiện tại thì em nghe nói là Bách Hóa Xanh đang có giảm giá phải không chị? Đúng rồi, hiện tại trong vài ngày tới thôi thì sẽ có chương trình giảm giá 15%. Ồ, vậy là hiện tại là cái giá cái sản phẩm này nó rất là rẻ. Tốt luôn á, giá tốt. Thì đó, thì các bạn có thể tham khảo và mua sản phẩm này về sử dụng nha. Vậy là qua video này các bạn đã biết tất tần tật về nhuyễn hoa ngày Tây rồi đúng không nào? Thì mình mong là cái video này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về nhuyễn hoa và có thể biết về công dụng, cách sử dụng và những cái lưu ý. Lưu ý khi sử dụng. Đúng rồi. Rồi thì các bạn có thể tham khảo để cân nhắc để mua sản phẩm này. Video đến đây hết rồi. Thì mình hy vọng là các bạn nếu thích video này thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình cho những video sắp tới nhé. Tạm biệt các bạn. Cả nhà yêu ơi, nếu yêu thích video của Bách Hóa Xanh thì hãy like, share, subscribe kênh và nhấp vào cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có video mới nhé.